Minh Khang và cô bạn đồng hành Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả thân quen của chương trình Camera Cận Cảnh. Kính thưa quý vị, những thông tin tuần trước mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình Camera Cận Cảnh thì giờ đây Thanh Thảo và Nguyên Khang đã có câu trả lời cho quý vị rồi ạ. Dù còn những vấn đề xã hội chưa được hoàn chỉnh gây nên những tranh luận trái chiều trong dư luận cũng như là quần chúng, nhưng mà chương trình Camera Cận Cảnh vẫn tin rằng cuộc sống sẽ luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Và những điều tốt đẹp đó đã được chương trình Camera Cận Cảnh cập nhật để ghi nhận và giới thiệu đến quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chắc hẳn là quý vị cũng đã sẵn sàng để trải nghiệm với ba vấn đề trong chương trình ngày hôm nay rồi. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Là một trong những đô thị năng động và có tốc độ tăng trưởng cao nhất của Việt Nam hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển rất mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng với nhiều cao ốc hiện đại đã mọc lên, góp phần tạo nên nét giàu mạnh, văn minh cùng vẻ đẹp để ấn tượng cho mọi người, nhất là khi thành phố lên đèn. Khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc thành phố Hồ Chí Minh khoác lên mình chiếc áo mới lung linh huyền ảo, với những tòa nhà cao tầng, những công trình công cộng lấp lánh ánh đèn, những con đường được trang trí màu sắc rực rỡ, những cây cầu được chiếu sáng nghệ thuật, vươn mình soi sáng trong đêm. Đặc biệt là sau khi phố đi bộ Nguyễn Huệ đưa vào phục vụ người dân, tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã khoác lên vẻ đẹp hiện đại và nổi bật hơn khi được chiếu sáng mà không mất đi vẻ đẹp cổ kính của công trình. Bên cạnh đó, tòa nhà Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh cũng được chiếu ánh sáng nghệ thuật, toát lên vẻ đẹp nổi bật trong đêm. Càng ngày thì càng hiện đại hơn, có nhiều xe cộ hơn, rồi mà các tòa nhà cao tầng thì có nhiều hơn nữa. Dạ, theo em cảm nhận thì về đêm thì thành phố Hồ Chí Minh mình khác xưa nhiều lắm. Giờ thì có nhiều tòa nhà cao tầng, màu sắc hơn, đường xá thì cũng sạch sẽ hơn. Nhất là phố đi bộ là cái bộ mặt của thành phố nó tươi mới hơn. Thành phố Hồ Chí Minh về đêm rất là nhộn nhịp. Tòa nhà không gắn đèn thì nó không có được làm nổi bật hơn. Những tòa nhà có gắn đèn làm thành phố mình trở nên sáng hơn, đông vui nhộn nhịp đẹp, có nhiều tòa nhà đẹp, có còn nhà như cái ngọn đuốc. Về đường phố thì nó nói chung là rất là sôi động, đông đúc, thực sự là rất là đẹp. Lại ở đây thì mình cũng thích ra đường vào cái buổi tối á, mát mẻ, với cả là về trang trí rất là ok thì mình cũng rất là thích. Được mệnh danh là thành phố không ngủ, bức tranh về đêm của thành phố phô diễn vẻ đẹp rực rỡ, đa sắc màu dưới những ánh đèn nghệ thuật. Nhìn từ trên cao, vẻ đẹp về đêm của thành phố rất hiện đại và sôi động. Những ánh đèn thắp sáng và trang trí hoa văn trên khắp các tuyến đường góp phần tăng thêm vẻ đẹp cho diện mạo của thành phố. Điểm hấp dẫn người dân và khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với thành phố Hồ Chí Minh là những tòa nhà cao ốc phô diễn ánh sáng và hiệu ứng đổi màu liên tục, tạo ra khung cảnh lung linh tuyệt đẹp khi đêm về. Bên cạnh đó, những khu đô thị, những tòa nhà chung cư hiện đại cùng nhiều công trình phục vụ dân sinh được xây dựng cũng đã góp phần làm đẹp hơn diện mạo của thành phố hôm nay. Theo em á, thì so với phát triển hiện đại hơn thì cần những tòa nhà lấp lánh như vậy. Còn những khu mà dạng như cổ kính á, thì sẽ có những tòa nhà cổ kính riêng. Còn những bộ mặt của thành phố thì cần như thế này thì nó mới thuộc dạng như là nâng tầm cái thành phố mình lên. Suy cho cùng á, thì nhiều người vẫn thích cái nhà có đèn hơn là nhà không có đèn. Tại vì về ban đêm thì nó là sáng hơn. Thì mình cảm thấy có nhiều cái thực sự đó là không cần thiết. Ví dụ như mấy cái đường này nè, trang trí Tết hay gì đó cũng được, nhưng mà cứ để qua vài năm, vài tháng như vậy là nó phí phạm nhiều hơn. Mình nghĩ là cũng không phí phạm, bởi vì nếu mà thành phố mà không có đèn á thì nó đâu còn là cái thành phố lung linh nữa. Nhờ cái đèn nó mới lung linh. Mấy cái tòa nhà ở đây thì nó đẹp hơn, mình nhìn vô thì mình cũng sẽ bắt mắt hơn. Nhìn cái thành phố về đêm nó sẽ đẹp hơn. Chỉ cắt giảm bớt một phần thôi chứ không nên cắt hết. Những cái tòa nhà gắn đèn thì nó sẽ làm cho mình chú ý hơn. Và nó cũng như là mình nghĩ ra cũng là một cách để quảng bá hình ảnh. Mình nghĩ việc dùng những cái bóng đèn LED như vậy thì cái chi phí tiền điện nó cũng không cao. Vẻ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh về đêm đã thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Ngoài khu vực trung tâm, những cây cầu được bắc ngang qua những dòng kênh ở thành phố được trang trí và chiếu sáng hiện đại cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi đứng trên cầu quan sát cảnh đẹp lạ mắt, nhằm lưu giữ những kỷ niệm khó quên khi đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh. Mình nghĩ là nên mọc thêm nhiều nữa để cho có nhiều khu vui chơi hơn nữa. Thì tại vì buổi tối thì nhiều người đi chơi không? Mình hy vọng thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm bớt tiết kiệm điện hơn. Mình mong là năm 2017 thành phố sẽ có nhiều công viên được mở ra hơn, với lại là trồng thêm nhiều cây xanh với nhiều hoa hơn, và dựng thêm nhiều băng đá để thu hút nhiều khách du lịch hơn. Mình cũng mong ước rằng thành phố sẽ có nhiều tòa nhà cao tầng, có nhiều đèn lấp lánh để thu hút khách
khách du lịch trong nước và ngoài nước. Mà người dân thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng mong muốn thành phố Hồ Chí Minh là phát triển ngang tầm các nước trong khu vực. Thứ nhất là về mặt đô thị là phải văn minh, sạch đẹp, nhiều nhà cao tầng, lòng lề đường thông thoáng. Hy vọng thành phố sẽ ngày càng đẹp hơn, văn minh và hiện đại hơn để tiếp tục là điểm đến đầy thú vị cho hàng triệu du khách trong và ngoài nước. Có một bài hát mà Nguyên Khang cùng với Thanh Thảo vẫn còn nhớ, đó là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Thành phố Hồ Chí Minh khi về đêm rất là đẹp, rất là lung linh và rực rỡ sắc màu trên khắp mọi nẻo đường. Nếu mà chúng ta bay những chuyến bay đêm về thành phố Hồ Chí Minh thì có thể thấy được là qua cái khung cửa sổ của những chiếc máy bay thì hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh rất lung linh, rất rực rỡ. Hình ảnh của những tòa nhà cao tầng, những con đường, những công trình công cộng chiếu sáng đã được gắn đèn và góp phần tạo nên những vẻ đẹp rất là năng động cho thành phố của chính chúng ta. Dường như là đi trong một cái con đường đầy đèn và ngập tràn cái ánh sáng như thế làm cho chúng ta cũng có một cảm giác hân hoan, đúng không Khang? Khang thì Khang thích nhất các tòa nhà đổi màu ở ngay phố đi bộ, bởi vì về đêm nó thật là nổi bật. Hy vọng rằng sẽ có thật nhiều công trình sẽ được chiếu sáng như vậy trên khắp cả nước. Bên cạnh những cái cảm nhận về sự lung linh huyền ảo cũng như là ánh sáng rực rỡ của thành phố về đêm thì chúng ta cũng có được những ý kiến trái chiều về việc sử dụng điện năng cho những công trình chiếu sáng như thế này. Và trong cái đoạn clip vừa rồi thì hẳn là quý vị cũng đã nghe ý kiến của người dân. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải có cách giải quyết như thế nào? Khai cũng đồng ý với quan điểm của Thảo. Bởi vì việc thiết lập thời gian chiếu sáng từ mấy giờ đến mấy giờ phải cụ thể từng địa điểm không gian và từng thời điểm cụ thể. Lắng nghe ý kiến của những người dân để điều chỉnh sao cho nó phù hợp và thích hợp nhất. Có thể chúng ta sẽ thấy một thành phố hiện đại không kém màu sắc nhưng cũng sẽ rất tiết kiệm điện năng, thưa quý vị. Còn bây giờ xin được mời quý vị đến với nội dung tiếp theo. Hiến máu nhân đạo, một nghĩa cử cao đẹp của nhiều người trong cuộc sống hôm nay. Mặc cả người cho và người nhận đều cảm nhận được giá trị nhân bản rất sâu sắc của hành động này. Hàng ngày, hàng giờ, có rất nhiều bệnh nhân phải đứng trước ranh giới mỏng manh giữa sống và chết vì không được tiếp máu kịp thời, do lượng máu dự trữ trong các bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu thốn. Để góp phần giải quyết lượng máu dự trữ bị thiếu hụt tại nhiều bệnh viện, đã có hàng triệu lượt người đi hiến máu tình nguyện hàng năm. Hoạt động hiến máu tình nguyện hiện nay vẫn được duy trì thường xuyên tại các trường học, cơ quan, bệnh viện, đặc biệt thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Khi đặt bút ký tên lên mẫu giấy đăng ký hiến máu, người tình nguyện luôn mong muốn mình đủ điều kiện để cho máu và rất tự hào khi số lượng hiến máu của mình ngày một tăng lên. Một số cá nhân dù rất sợ thấy máu, sợ kim tiêm, nhưng họ đã trở nên mạnh mẽ hơn khi biết rằng có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi những giọt máu quý giá của đồng loại. Những đơn vị máu quý giá từ hoạt động hiến máu đã góp phần cứu sống rất nhiều người, đặc biệt đối với những người cần đến loại máu hiếm. Đây thật sự trở thành nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái. Thật cảm động khi nhìn thấy mọi người đang vui vẻ và nhiệt tình hiến máu cứu người, góp phần đáp ứng sự mong chờ của hàng ngàn người bệnh đang cần được tiếp máu nhưng luôn thiếu máu để truyền. Hơn ai hết, họ cảm nhận được tầm quan trọng của những đơn vị máu đối với sinh mệnh của mình và niềm hy vọng của người thân. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chúng tôi luôn tin rằng, ngày càng có nhiều người hơn nữa tham gia hoạt động hiến máu cứu người để cùng trao tặng cho các bệnh nhân một món quà có ý nghĩa và giá trị lớn nhất đối với cuộc đời họ và gia đình họ. Đó chính là sự sống. Thưa quý vị, chúng tôi thấy là hành động hiến máu nhân đạo là một hành động rất đáng được cổ vũ. Bởi vì đôi khi có những cái nhóm máu hiếm mà cái nạn nhân người ta không có được thì những cái người hiến máu nhân đạo giống như là những cái người mà giúp cho họ tái sinh lại một lần nữa. Như là chúng ta cũng thấy tình trạng chung ở các phòng cấp cứu hay là các bệnh viện thì cái nguồn máu dành cho người bệnh luôn luôn hiếm. Chính vì vậy mà vẫn có những cái phong trào hiến máu nhân đạo từ địa phương, phường, quận cho đến là các cái bệnh viện, và hầu hết là rất là nhiều người tham gia. Ở đó có cả các bạn sinh viên và có những người lao động như là một anh xe ôm hay là một cô đang bán rau ngoài chợ mà cảm thấy là mình có sức khỏe tốt cũng đi hiến máu. Đây là tất cả những cái hành động rất là đáng hoan nghênh, và chúng tôi hy vọng rằng là nếu như chúng ta có được một cơ hội may mắn là chúng ta có sức khỏe thì chúng ta cũng nên hiến máu nhân đạo thử một lần để chia sẻ cái cơ hội may mắn đó đến với nhiều người bất hạnh, thưa quý vị.
Và chúng tôi cũng hy vọng là những cái nhóm máu hiếm cũng sẽ giúp cho những bệnh nhân của chúng ta mà có cái nhóm máu hiếm này cũng sẽ được hồi phục nhanh chóng, bởi vì trong kho dữ liệu của ngân hàng máu thì thật sự những cái loại máu hiếm như thế này rất quan trọng. Và chúng tôi nghĩ rằng việc mỗi một người của chúng ta tham gia vào hành động hiến máu sẽ tạo nên một cái hiệu ứng rất là lan rộng và sẽ giúp rất là nhiều cho ngành y tế cũng như đối với những bác sĩ trong công việc cứu giúp cho những bệnh nhân gặp phải những trường hợp mà bị thiếu máu cũng như là những cái căn bệnh hiểm nghèo. Kẹt xe luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, gây ảnh hưởng tiêu cực sinh hoạt của người dân. Đặc biệt trong các giờ cao điểm tại các thành phố lớn, rất nhiều tuyến đường bị ùn tắc giao thông, xe cộ phải nhích từng chút một để len lỏi qua dòng người đông đúc. Có người đã cố tình vượt đèn đỏ leo lề, khiến cho việc kẹt xe càng nên hỗn loạn và ách tắc trong thời gian dài. Vậy thực trạng này đã trở nên quen thuộc với người dân rồi chăng? Câu trả lời là đây. Camera hành trình đã ghi lại được những hình ảnh anh thanh niên đi qua đi lại và đang nỗ lực hết mình để điều tiết giao thông trên cầu chữ Y, nằm giữa quận 5 và quận 8 thành phố Hồ Chí Minh để giảm bớt việc lưu thông hỗn loạn và ùn tắc trên đoạn cầu này. Việc làm của anh tuy nhỏ nhưng rất có ích, góp phần giúp cho việc đi lại của người dân trên cầu chữ Y được thuận lợi và thông suốt hơn. Một hành động đẹp khác cũng đã được ghi nhận. Tại một giao lộ có khá nhiều xe lưu thông hỗn loạn, có một người đàn ông xuất hiện, tình nguyện điều tiết giao thông tại đây. Người đàn ông này cố gắng dùng gậy chuyên dụng để điều tiết giao thông, liên tục huýt còi và ra hiệu cho người dân làm theo mình. Đứng dưới trời nắng, liên tục di chuyển giữa dòng xe dày đặc, nhưng trong ông vẫn rất tỉnh táo và đầy năng lượng trong công việc bất đắc dĩ này. Không chỉ có những đấng mài râu tình nguyện làm hiệu sĩ đường phố, mà có cả những người phụ nữ ra tay nghĩa hiệp. Người phụ nữ trong đoạn clip này trùm kín từ đầu đến chân, nhưng vẫn cố gắng điều tiết giao thông. Hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống của người phụ nữ này đã tạo được sự đồng thuận và ngưỡng mộ cho nhiều người. Với sự xuất hiện của nhiều người dân tự nguyện tham gia điều tiết giao thông để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay, có lẽ nhiều người đã nhận ra, cuộc sống không chỉ có sự vô cảm lạnh lùng, mà còn có những con người biết nghĩ đến người khác, đến cộng đồng và sẵn sàng làm nhiều việc nghĩa để chữ tình luôn phát triển với nhân sinh. Khang thấy rằng hiện nay thì có rất là nhiều người đã tình nguyện trở thành những cảnh sát giao thông để giúp cho tất cả những phương tiện giao thông đang mắc kẹt có thể ổn định hơn, điều tiết lưu lượng giao thông ở trên đường. Và đối với cá nhân của Khang thì Khang cảm thấy đây giống như là những lục vân tiên giữa đời thường, bởi vì họ đã sẵn sàng hy sinh cái thời gian cá nhân của mình để giúp cho mọi người có thể lưu thông trên đường tốt hơn. Đúng rồi, chúng ta thấy là camera cận cảnh cũng đã từng đề cập đến những cái tấm gương, chẳng hạn như là người ở ngay địa phương khi biết là cái khoảng thời gian đó mà xe đông hay là xe kẹt thì họ sẽ bắt đầu đứng ra để họ điều tiết. Còn có những người là trong cái trường hợp bất khả kháng khi mà có một cái vụ va chạm gì đó ở phía trên hay là phương tiện giao thông ngay lúc đó quá đông và chật hẹp thì ngay cả bản thân phụ nữ bây giờ cũng tham gia cái việc điều tiết giao thông giúp hỗ trợ mọi người để làm sao mà chúng ta lưu thông thật thông thoáng thôi, chứ không riêng gì những anh con trai không nữa. Cho nên bây giờ nếu mà nhìn thấy hình ảnh của cái cô đó mà vẫn còn đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng đi xuống để điều tiết giao thông như vậy, Thảo cảm thấy rất là cảm kích. Chương trình Camera Cận Cảnh tuần này xin được khép lại tại đây. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn những đóng góp hết sức thiết thực và hữu ích mà quý vị đã gửi đến cho chúng tôi. Hy vọng rằng ở mỗi một câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay đã phần nào giúp cho chúng ta có thể cảm nhận một cách rõ nét hơn về những giá trị nhân văn, nhân bản đang được tồn tại và thăng hoa trong cuộc sống của chúng ta. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21:15 trên kênh HTV9.